Luận Đại Trí Độ, quyển 75. Phẩm thứ 57 tiếp theo, thâm ám tiếp theo. Kinh: Ngày Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát dùng sơ tâm mà được vô thượng Bồ Đề, hay dùng hậu tâm mà được vô thượng Bồ Đề? Bạch Thế Tôn: Sơ tâm chẳng đến hậu tâm, hậu tâm chẳng ở nơi sơ tâm. Như vậy là các tâm và các tâm sở pháp chẳng cùng chung với nhau, thì làm sao mà tăng trưởng được thiện căn? Nếu chẳng tăng trưởng thiện căn thì làm sao được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, ta sẽ vì ông nói lên ví dụ. Người có trí huệ nghe thí dụ này sẽ được rõ nghĩa hơn. Này Tu Bồ Đề, ví như thắp đèn, thì phải dùng cái tim lúc ban đầu để thắp hay phải dùng cái tim lúc sau cùng để thắp? Này Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, chẳng phải dùng cái tim ban đầu để thắp đèn, cũng chẳng thể ly cái tim lúc ban đầu mà thắp đèn được. Chẳng phải dùng cái tim lúc sau cùng để thắp đèn, cũng chẳng thể ly cái tim lúc sau cùng mà thắp đèn được. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, cái tim đèn là đèn chăng? Này Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, cái tim đèn chẳng phải là đèn mà cũng chính là đèn vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, cũng như vậy, Bồ Tát chẳng dùng sơ tâm để được vô thượng Bồ Đề, mà cũng chẳng ly sơ tâm để được vô thượng Bồ Đề. Chẳng dùng hậu tâm để được vô thượng Bồ Đề, cũng chẳng ly hậu tâm mà được vô thượng Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát từ sơ phát tâm đã thật hành Bát Nhã Ba La Mật, khi đầy đủ 10 thượng sẽ được vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát đầy đủ 10 địa được vô thượng Bồ Đề? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, khi Bồ Tát vào được cản huệ địa, mặc dù đã xa rời tâm tham dục và luyến ái, nhưng trí huệ vẫn còn cạn mỏng khô khan. Từ địa ban sơ này, Bồ Tát thứ lớp tiến tu lên các địa, cho đến Bồ Tát địa và Phật địa. Khi đã đầy đủ 10 địa rồi mới được vô thượng Bồ Đề. Bởi vậy nên chẳng phải dùng sơ tâm hay ly sơ tâm, cũng chẳng phải dùng hậu tâm hay ly hậu tâm mà được vô thượng Bồ Đề. Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, duyên pháp ấy rất thập thâm, nên nói chẳng phải dùng sơ tâm hay ly sơ tâm, cũng chẳng phải dùng hậu tâm hay ly hậu tâm mà được vô thượng Bồ Đề vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu tâm đã diệt rồi thì có sanh trở lại chăng? Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, chẳng được như vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, tâm sanh có tướng diệt chăng? Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, có tướng diệt vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, tướng tâm diệt thì tâm có diệt chăng? Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, chẳng có vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, tâm an trú như vậy chăng? Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, tâm trú như vậy là như như trú. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, tâm như như trú là chứng thật tế chăng? Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, tâm như như trú là thậm thâm chăng? Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, rất thậm thâm. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, như là tâm chăng? Ly như có tâm chăng? Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, chẳng phải vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, như có thấy được như chăng? Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, chẳng thấy được vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, có phải Bồ Tát thường hành như là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, đúng như vậy, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát thường hành như là hành Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát thường hành như là hành như thế nào? Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, hành như là hành mà chẳng có chỗ hành. Vì sao? Vì Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, an trú nơi pháp như, mà chẳng khởi niệm có pháp như, chẳng khởi niệm có mình hành pháp như, vì pháp như là chẳng có chú xứ vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát y cứ vào đâu mà hành pháp như? Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát y cứ nơi đệ nhất nghĩa đế mà hành pháp như. Vì sao? Vì ở nơi đệ nhất nghĩa thì các tướng đều bất khả đắc, chẳng có sai biệt. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành đệ nhất nghĩa là chẳng có niệm hành, hành như vậy có tướng hành chăng? Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, chẳng có vậy. Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành như vậy là có tướng hoại chăng? Ngài Tu Bồ Đề Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, chẳng có vậy. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật chẳng có khởi niệm hoại các tướng.
Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát nào hành Bát Nhã Ba La Mật mà chưa đầy đủ 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, đại từ đại bi, 18 bất cộng pháp, thì phải biết vị Bồ Tát ấy chẳng được vô thượng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, nếu Bồ Tát nào có đầy đủ các lực phương tiện, thì ở nơi hết thảy pháp, vị Bồ Tát ấy chẳng chấp thủ tướng và cũng chẳng phá hoại tướng. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy biết rõ các pháp đều là tự tướng không, vị Bồ Tát ấy an trú nơi các tam muội không, vô tướng và vô tác, và dùng các tam muội này thành tựu chúng sanh. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát dùng ba tam muội không, vô tướng và vô tác để thành tựu chúng sanh như thế nào? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát an trú trong ba tam muội này, thể hy chúng sanh hành pháp, tác pháp như thế nào, rồi dùng các lực phương tiện dẫn họ vào trong không, vô tướng và vô tác. Này Tu Bồ Đề, như vậy gọi là Bồ Tát vào ba tam muội không, vô tướng và vô tác, và dùng ba tam muội này để thành tựu chúng sanh. Luận. Hỏi. Vì nhân duyên gì mà ngài Tu Bồ Đề hỏi Phật, Bồ Tát dùng sơ tâm mà được vô thượng Bồ Đề, hay dùng hậu tâm mà được vô thượng Bồ Đề? Đáp. Trước đây ngài Tu Bồ Đề đã nghe Phật dạy các pháp, đều là chẳng có tăng, chẳng có giảm, khiến ngài giấy niệm nghĩ rằng, nếu các pháp đều chẳng tăng, chẳng giảm, thì Bồ Tát làm sao đến được vô thượng Bồ Đề? Lại nữa, ngài nghĩ rằng Phật đầy đủ chánh hạnh mới được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát chưa trừ được vi tế vô minh, chưa đầy đủ chánh hạnh, thì làm sao vào được vô thượng Bồ Đề? Nếu từ sơ tâm đến hậu tâm mà các thiện căn chẳng tăng trưởng, thì Bồ Tát làm sao vào được vô thượng Bồ Đề? Bởi các nhân duyên nêu trên đây, nên ngài Tu Bồ Đề mới thưa hỏi Phật về ý nghĩa thâm áo này. Phật dạy, chẳng phải y nơi sơ tâm, cũng chẳng ly sơ tâm mà được vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì nếu y nơi sơ tâm mà được vô thượng Bồ Đề, thì Bồ Tát đã thành Phật ngay khi mới sơ phát tâm rồi. Thế nhưng sơ tâm là căn bản, nếu chẳng có sơ tâm thì cũng chẳng có hậu tâm. Sơ tâm chẳng ly hậu tâm và hậu tâm cũng chẳng ly sơ tâm. Nhờ có sơ tâm mà các công đức được chứa nhóm, do có chứa nhóm công đức mới dẫn đến sự đoạn trừ phiền não tập khí, và cuối cùng mới dẫn đến vô thượng Bồ Đề vậy. Sở dĩ ngài Tu Bồ Đề thưa hỏi Phật như trên đây, vì theo ngài sơ tâm và hậu tâm đều chẳng đầy đủ. Vì sao? Vì nếu quá khứ đã diệt, thì chẳng có sự hòa hợp các thiện căn đang hiện hành. Nếu chẳng hòa hợp được các thiện căn, thì cũng chẳng thể chứa nhóm thiện căn được. Nếu chẳng chứa nhóm được thiện căn, thì cũng chẳng có thể làm sao được vô thượng Bồ Đề vậy. Phật đã dùng ví dụ thực tiễn để giải nghi cho ngài Tu Bồ Đề. Phật dạy, như khi cây đèn được thắp sáng, thì đèn và tim đèn phải là một, chẳng phải riêng khác, chẳng phải y nơi tim lúc ban đầu, cũng chẳng ly nơi tim lúc ban đầu mà ngọn đèn được thắp sáng, chẳng phải y nơi tim lúc sau cùng, cũng chẳng phải ly tim lúc sau cùng mà đèn được thắp sáng. Rồi Phật bảo ngài Tu Bồ Đề rằng, người thế gian dùng nhục nhãn thấy ngọn đèn chẳng phải do nơi tim ban đầu hay do nơi tim sau cùng mà được thắp sáng, cũng chẳng phải ly tim ban đầu hay ly tim sau cùng mà được thắp sáng. Cũng như vậy, ta dùng Phật nhãn thấy các Bồ Tát chẳng phải do nơi sơ tâm hay do nơi hậu tâm mà được đạo vô thượng Bồ Đề, cũng chẳng phải ly sơ tâm hay ly hậu tâm mà được đạo vô thượng Bồ Đề. Ở ví dụ nêu trên đây, Phật đã dùng ngọn đèn dụ cho Bồ Tát đạo, tim đèn dụ cho vô minh phiền não, tim đèn cháy sáng dụ cho vô minh phiền não được tiêu trừ. Khi vào sơ địa, trí huệ còn cạn mỏng khô khan, nên chỉ mới là cạn huệ, phải tiến tu thêm nữa cho đến khi vào được kim cang tam muội mới được chân trí huệ. Như vậy, ngọn đèn trí huệ đốt cháy vô minh phiền não chẳng phải do sơ tâm trí, cũng chẳng phải do hậu tâm trí. Suốt quá trình tu tập từ sơ tâm dẫn đến hậu tâm và Bồ Tát vị, Bồ Tát tương tục dùng đèn trí huệ đốt cháy vô minh phiền não, đến khi đốt cháy hết vô minh phiền não mới được vô thượng Bồ Đề. Nơi đây cũng nên biết cản huệ địa có hai bậc, đó là cản huệ địa của Thanh Văn, cản huệ địa của Bồ Tát. Cản huệ địa của Thanh Văn dẫn vào Niết Bàn. Hàng Thanh Văn tinh tấn chỉ giới thanh tịnh, tinh tấn tu tập các tam muội, tinh tấn hành các pháp quán, như quán bất tịnh, tinh tấn tu tập để biết rõ vô thường vô ngã, để chứa nhóm các thiện pháp, xả bỏ các bất thiện pháp, vân vân, thì vào được điện này. Tuy đã có trí huệ, nhưng vì chưa có được thiền định khiến trí huệ còn cạn mỏng khô khan nên gọi là cản huệ địa. Còn Bồ Tát do từ sơ phát tâm đã tu tập nhu thuận nhẫn, thân ái thật tướng pháp, tu tập thiền định nên vào cản huệ địa.
Vào địa này rồi, Bồ Tát lại tu tập khổ pháp nhẫn, dẫn đến tu tập đạo trí nhẫn, được 15 tâm nhẫn, được vô sanh pháp nhẫn và Bồ Tát vị. Cũng nên biết, khi vào được kiến địa là đã vào dòng thánh, bắt đầu chứng các quả thánh. Từ địa này còn phải tinh tấn tu tập để tận đoạn các phiền não, xả trừ các tập khí kiết sử vào ly dục địa. Từ cản huệ địa dẫn đến ly dục địa, Bồ Tát phải thứ lớp tu tập. Từ sơ địa dẫn đến thập địa của Đại Thừa Bồ Tát thập địa. Về thập địa, mười địa nên phân biệt có ba loại. Đó là một tam thừa thập địa, mười địa chung cho cả ba thừa, Thanh Văn Duyên Giác và Bồ Tát gồm cản huệ địa, tánh địa, nhập nhân địa, kiến địa, bạc địa, ly dục địa, dĩ biện địa, bích chi Phật địa, Bồ Tát địa, Phật địa. 2. Đại Thừa Bồ Tát thập địa, mười địa riêng của Bồ Tát thừa gồm hoàn hỷ địa, ly cấu địa, phát quang địa, diễm huệ địa, cực nan thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện huệ địa, pháp vân địa. 3. Tứ thừa thập địa, trong bốn thừa Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa, mỗi thừa có 10 địa riêng biệt. Có thuyết nói được kim cang tam muội rồi mới gọi là vào Bồ Tát địa, được nhất thiết chủng trí rồi mới được quả vị Phật. Bồ Tát phải tu đầy đủ 10 địa, luôn hành pháp tự lợi và lợi tha mới được đầy đủ Bồ Tát hạnh. Bồ Tát khi vào được ly dục địa rồi là ly sạch các dục và phiền não của cõi dục, nên được đầy đủ năm thần thông. Hàng Thanh Văn khi được tận trí vô sanh trí là chứng được quả vị A-la-hán, còn Bồ Tát do muốn thành tựu Phật địa nên còn phải tu quả bích chi Phật địa, dùng pháp quán 12 nhân duyên để thông quán các duyên pháp. Khi đã thành tựu bích chi Phật đạo, Bồ Tát còn phải viên thành Bồ Tát hạnh, tiến tu lên Phật địa. Hỏi: vì sao Bồ Tát trong khi hành Bồ Tát hạnh mà còn phải tu tập bích chi Phật đạo nữa? Đáp: trong mười địa chung của ba thừa giáo có nói đến bích chi Phật địa. Vì sao? Vì Bồ Tát phải tu học dẫn đến 12 nhân duyên nơi bích chi Phật đạo để phương tiện độ thoát chúng sanh. Bởi vậy nên Bồ Tát vẫn phải tu tập đầy đủ giáo pháp của Thanh Văn thừa và của bích chi Phật thừa. Như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có ghi, Ngài Văn Thủ Sư Lợi là vị đại Bồ Tát đã trải qua 12 ức kiếp là bích chi Phật. Như vậy là Bồ Tát phải đầy đủ 10 địa, phải tu tập hết thảy Phật Pháp, phải đầy đủ 10 Phật lực, 4 vô sở úy, 4 vô ngại trí, đại từ đại bi dẫn đến 18 bất cộng Pháp mới có thể được thọ ký thành Phật. Ngài tu Bồ Đề biết rõ các Pháp đều do duyên hòa hợp sanh nên chẳng phải dùng sơ tâm, dẫn đến chẳng phải dùng hậu tâm mà được vô thượng Bồ Đề. Ngài bạch Phật, duyên Pháp ấy rất thầm thâm nên nói chẳng phải dùng sơ tâm hay hậu tâm, cũng chẳng phải ly sơ tâm hay hậu tâm mà vào được vô thượng Bồ Đề. Phật hỏi lại Ngài tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao, tâm đã diệt rồi có sanh trở lại chăng? Ngài tu Bồ Đề tự nghĩ rằng các Pháp rốt ráo là không, là bất sanh bất diệt, chỉ vì chúng sanh chấp sáu tình mà thấy có sanh có diệt vậy thôi. Nếu nói tâm đã diệt rồi mà còn sanh lại thì đó là chấp thường. Nghĩ như vậy nên Ngài đáp, chẳng được vậy. Phật lại hỏi, tâm sanh có tướng diệt chăng? Ngài tu Bồ Đề tự nghĩ rằng, trước đây Phật hỏi về tâm quá khứ, nay Phật hỏi về tâm hiện tại. Vì sanh và diệt là hai pháp đối đãi, đã có sanh ắt phải có diệt. Tướng tâm trước là không, nay trở thành có rồi cũng lại trở thành không vậy. Nghĩ như vậy nên Ngài đáp, có tướng diệt vậy. Phật lại hỏi, tướng tâm diệt thì tâm có diệt chăng? Ngài tu Bồ Đề tự nghĩ rằng, nếu nói tâm diệt thì nơi một tâm có hai thời, cùng một thời sanh một thời diệt. Còn nếu nói tâm là vô thường thì tâm chẳng trú qua một niệm. Lại nữa, kinh A Tỳ Đàm nói có sanh pháp, có diệt pháp, có bất sanh pháp, có bất diệt pháp, có dục sanh pháp, có dục diệt pháp. Ngay ở hiện tại trong một tâm có hai thời, là thời sanh và thời muốn diệt. Mà tướng muốn diệt là chẳng phải là sanh. Nghĩ như vậy nên Ngài đáp chẳng có vậy. Phật lại hỏi, tâm có trú chăng? Ngài tu Bồ Đề tự nghĩ rằng, nếu chẳng phải là có tướng diệt thì phải là tướng trú. Nếu đã là thường trú thì chẳng phải là có tướng diệt. Nếu nói có tướng diệt thì phạm lỗi lầm, là nơi một tâm có hai thời. Nếu nói chẳng có tướng diệt mà thật sự có tướng ấy thì làm sao nói là chẳng diệt được. Cả hai điều nêu trên đây đều là lỗi lầm cả. Nghĩ như vậy rồi Ngài tự chứng trí mà đáp tâm trú nơi như tánh. Phật lại hỏi, nếu tâm trú nơi như tánh thì tâm đó có phải là thật tế chăng?
Mặc dù ngài Tu Bồ Đề từ lâu đã thấu rõ về pháp tánh thật tế, biết rõ như như tánh tức là pháp tánh thật tế, chỗ nơi như như tánh tức là chỗ nơi pháp tánh thật tế rồi vậy. Thế nhưng ngài nghĩ rằng tâm tướng là pháp hư vọng, chẳng thể là thật tế được. Nghĩ như vậy nên ngài đáp chẳng phải vậy. Ở đây cần đặt vấn đề vì sao Phật lại hỏi ngài Tu Bồ Đề nếu tâm trú nơi như như tánh có phải là thật tế chăng? Nên biết rằng như như là thật tướng của hết thảy pháp, vậy nên ở nơi thật tướng thì tâm là tự tướng không, là như pháp thật tế, là như pháp tánh thật tế, là niết bàn tướng. Do vì ngài Tu Bồ Đề nơi pháp thanh văn còn quý trọng niết bàn nên chẳng có chấp nhận rằng tâm sanh diệt cũng tức là niết bàn. Nghĩ như vậy nên ngài đáp chẳng phải vậy. Lại nữa, ngài nghĩ rằng thật tế là vô tướng nên chẳng dám nói tâm tướng là thật tế vậy. Phật lại hỏi, tâm như như chú là thậm thâm chăng? Phật nêu lên câu hỏi này vì ngài Tu Bồ Đề đã nói tâm như như chú, rồi sau lại nói tâm như như chú chẳng phải là thật tế. Do vì ngài chưa khác biết nên đã đáp tâm như như chú là rất thậm thâm. Phật lại hỏi, như là tâm chăng? Ly như có tâm chăng? Ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ rằng như là thật tướng nên là nhất tướng, là vô tướng, chẳng có đối đãi, tâm tướng là tướng duyên hợp đối đãi, như là chẳng có chỗ biết, tâm là có chỗ biết, như là rốt ráo thanh tịnh, tâm là có hay biết, nên nói như chẳng phải là tâm. Thế nhưng thật tướng của tâm là như, nên nói ly như thì chẳng có tâm. Nghĩ như vậy nên ngài đáp chẳng phải vậy. Phật lại hỏi, như có thấy được như chăng? Ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ rằng như là vô phân biệt. Nếu Bồ Tát trú trong như pháp tánh thật tế thì chẳng thể hành thâm Bồ Tát đạo được. Nghĩ như vậy nên ngài đáp chẳng thấy được vậy. Phật lại hỏi, nếu Bồ Tát thường hành như thì có phải là hành Bát Nhã Ba La Mật chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp, Bồ Tát hành như là hành Bát Nhã Ba La Mật. Lúc bấy giờ trong chúng hội có nhiều vị Bồ Tát sơ phát tâm, nghe ngài Tu Bồ Đề đáp như vậy, cho rằng mình đã vượt khỏi nhị thừa và đã vào được đại thừa. Phật muốn phá cao tâm của các vị này nên hỏi ngài Tu Bồ Đề, Bồ Tát hành như là hành như thế nào? Ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ Bồ Tát an trú trong như pháp tánh thật tế nên chẳng còn khởi niệm phân biệt. Nghĩ như vậy nên ngài đáp hành như là hành mà chẳng có chỗ hành. Phật sợ rằng các vị Bồ Tát sơ phát tâm khi nghe ngài Tu Bồ Đề đáp như vậy sẽ có thể đọa về đoạn diệt nên lại hỏi, Bồ Tát y cứ vào đâu mà hành pháp như? Ngài Tu Bồ Đề đáp, Bồ Tát y cứ nơi đệ nhất nghĩa mà hành như, vì ở nơi đây chẳng có tướng sai biệt, các tướng đều bất khả đắc. Phật lại hỏi, ở nơi đệ nhất nghĩa, Bồ Tát hành mà chẳng có niệm hành, hành như vậy, có tướng hành chăng? Ngài Tu Bồ Đề tự nghĩ Bồ Tát biết rõ các pháp tướng rốt ráo là không nên chẳng còn có ức niệm, chẳng còn chú tướng hành, nghĩ như vậy nên ngài đáp chẳng có vậy. Phật lại hỏi, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật có khởi niệm hoại các pháp chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp, khi hành Bát Nhã Ba La Mật, Bồ Tát chẳng có giấy niệm phá hoại pháp tướng. Bồ Tát đầy đủ các Phật pháp được lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, nên chẳng thủ tướng có, cũng chẳng thủ tướng không. Biết rõ pháp tướng là hư vọng, thủ tướng là lầm lỗi. Bồ Tát lại biết rõ pháp tướng thì rơi về đoạn diệt cũng là lầm lỗi. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng chấp thủ tướng có, chẳng chấp thủ tướng không. Vì cả hai chấp có không mới là đệ nhất nghĩa. Đến đây Phật khai thị thêm rằng, Bồ Tát biết rõ hết thảy các pháp đều là tự tướng không nên chẳng thủ pháp tướng, chẳng hoại pháp tướng. Bồ Tát trú nơi tự tướng không mà vào ba tam muội không, vô tướng và vô tát để làm lợi ích cho chúng sanh. Bởi nhân duyên vậy nên Bồ Tát thị hiện thọ thân và trong sáu đường chúng sanh nhằm hóa độ chúng sanh. Bồ Tát quán biết trong số chúng sanh có kẻ chẳng tu phước, buồng lùng phóng túng, tạo nên bao nhiêu nghiệp tội khiến phải đọa vào các cảnh địa ngục. Từ cõi địa ngục này chuyển sang cõi địa ngục khác, hoặc sanh làm ngạ quỷ súc sanh, xoay vần mãi trong các đường ác, dẫn đến khi thọ tội xong, được sanh lại làm người thì cũng chỉ sanh vào nhà bẩn cùng hạ tiện. Bồ Tát lại quán biết có chúng sanh tu bố thí, xả bỏ san tham, tu trì giới, được sanh về cõi trời dục giới, hoặc sanh làm người vào nhà giàu sang phú quý. Bồ Tát lại quán biết có chúng sanh tu ly dục trở năm cái, được năm căn, tu thiền quán được sanh về cõi trời sắc giới. Bồ Tát lại quán biết có chúng sanh xả sắc tướng, chẳng niệm các tạp tướng và vô biên hư không xứ định, được sanh về cõi trời vô sắc giới.
Bồ Tát biết rõ tất cả các sự kiện nêu trên đây đều phát xuất từ tà niệm cả. Vì sao? Vì chưa có được giải thoát dù được sanh lên các cõi trời, nhưng khi hưởng hết phước báo rồi thì cũng vẫn bị đọa lạc xoay vần lên xuống trong sáu nẻo đường sanh tử. Ví như lấy một sợi dây dài buộc vào chân một con chim rồi thả cho nó bay bổng lên cao, thì cuối cùng chim vẫn bị sợi dây kéo nó về chỗ cũ. Bồ Tát dùng vô tác tam muội dẫn dắt chúng sanh vào nơi vô tác vô nguyện, dạy chúng sanh biết rõ thân này chỉ là như huyễn như hóa, chỉ là một tập hợp da thịt xương gân máu huyết vân vân, toàn là những thứ bất tịnh. Còn tâm thì luôn luôn động, chẳng có được an, niệm niệm sanh diệt, chẳng có định tướng, nên cũng chỉ là như huyễn như hóa. Lại nữa, do chúng sanh chú chấp vào các tướng ăn uống, nằm ngồi đi đứng vân vân, chấp có ngã và ngã sở, rồi ước tưởng phân biệt giữa ta với người khỏi sanh bao nhiêu tội lỗi. Bồ Tát lại dùng không tam muội dạy chúng sanh đoạn chấp ngã và chấp pháp, dẫn dắt họ an trú nơi pháp không. Bồ Tát lại dùng vô tướng tam muội dạy chúng sanh đoạn hết thảy các chấp tướng, dẫn dắt họ vào nơi thật tế vô tướng. Bồ Tát dạy chúng sanh biết rõ hết thảy các pháp tướng đều là hư vọng chẳng thật có. Chúng sanh do phân biệt chấp có các pháp tướng như các tướng nam nữ, tốt xấu, vui buồn, thương ghét vân vân mà khởi sanh bao nhiêu tội lỗi, nên Bồ Tát dạy họ phải đoạn trừ các chấp tướng vậy. Hỏi: giáo hóa chúng sanh khiến họ vào được nơi pháp không là đủ rồi, vì sao lại phải dạy họ đầy đủ cả ba tam muội không, vô tướng và vô tác làm gì? Đáp: căn trí của chúng sanh chẳng có đồng đều nhau. Hạng người lợi căn thượng trí, nghe thuyết về các pháp không, vô tướng và vô tác, có thể tín giải dẫn đến tránh ước niệm tu tập. Hạng người độn căn thiểu trí, vừa nghe thuyết về pháp không liền chấp không. Bởi vậy nên phải vì họ thuyết rõ thêm về vô tướng, cho họ biết rõ ở nơi thật tướng hết thảy pháp đều là không, là vô tướng. Có hạng người tuy đã biết được không và vô tướng, nhưng lại vẫn chấp thân hữu vi, khiến khởi sanh bao nhiêu tội lỗi. Đối với hạng người này thì phải nên vì họ thuyết về vô tác, dạy họ biết rõ thân là hư vọng chẳng thật có, chẳng có gì phải chấp đắm. Trong kinh có dạy: ngoài thân Bồ Tát ra thì hết thảy thân của các loại chúng sanh đều chẳng có được một niềm vui nho nhỏ trong khoảnh khắc, cũng nữa là được hưởng sự an vui lâu dài. Bởi vậy nên đối với hạng người chấp đắm sắc thân, Bồ Tát phải vì họ thuyết về vô tác, dạy cho họ biết rõ có thân là có khổ, chẳng nên chấp đắm thân này. Tóm lại, tùy theo căn trí của chúng sanh mà Bồ Tát phải phương tiện dùng ba tam muội không, vô tướng và vô tác để giáo hóa họ. Phẩm thứ 58, mộng hành, hành trong mộng. Kinh: lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Tu Bồ Đề: thưa Ngài Tu Bồ Đề, nếu có Bồ Tát nào trong giấc chiêm bao mà nhập vào ba tam muội không, vô tướng và vô tác, thì vị Bồ Tát ấy có được lợi ích gì nơi Bát Nhã Ba La Mật chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp: thưa Ngài Xá Lợi Phất, nếu lúc thức tỉnh Bồ Tát nhập vào ba tam muội này mà được lợi ích nơi Bát Nhã Ba La Mật, thì trong giấc chiêm bao nếu nhập vào ba tam muội này cũng sẽ được lợi ích như vậy. Vì sao? Vì hành Bát Nhã Ba La Mật lúc tỉnh hay trong chiêm bao chẳng có gì khác nhau cả. Nếu trong tỉnh thức Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật có được lợi ích, thì trong giấc chiêm bao nếu vị Bồ Tát ấy hành Bát Nhã Ba La Mật cũng vẫn được lợi ích như vậy. Ngài Xá Lợi Phất hỏi: nếu Bồ Tát trong giấc chiêm bao tác hành các nghiệp, thì các hạnh nghiệp đó có tập thành chăng? Theo như lời Phật dạy thì hết thảy pháp đều như mộng, nên đều chẳng tập thành. Vì sao? Vì trong chiêm bao là chẳng có thật pháp, mà chẳng có thật pháp thì chẳng có sự tập thành, cho đến khi thức tỉnh niệm tưởng phân biệt về cảnh mộng mới có sự tập thành. Ngài Tu Bồ Đề hỏi: nếu có người trong giấc chiêm bao thấy mình giết chết người, đến khi thức tỉnh người ấy niệm nghĩ phân biệt hành động giết người trong mộng rồi cho rằng tôi có giết người, ý Ngài nghĩ sao? Ngài Xá Lợi Phất đáp: nếu chẳng có duyên nghiệp thì chẳng có nghiệp sanh. Nếu chẳng có nghiệp sanh thì chẳng sanh tư duy về nghiệp. Phải có duyên nghiệp sanh mới có nghiệp sanh, dẫn đến mới có tư duy về nghiệp vậy. Ngài Tu Bồ Đề nói: đúng như vậy, đúng như vậy. Nếu chẳng có duyên thì chẳng có nghiệp sanh, dẫn đến chẳng có tư duy về nghiệp. Phải có duyên nghiệp thì mới có nghiệp sanh, dẫn đến mới có tư duy về nghiệp. Lại nữa, tâm sanh theo chỗ thấy nghe hay biết, kiến văn giác trì, chẳng phải tâm sanh theo chỗ không thấy không nghe không hay không biết. Ở nơi đây tâm có tịnh có cấu.
Bởi vậy nên có cảnh duyên thì có nghiệp sanh, dẫn đến có tư duy, niệm nghĩ về nghiệp. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, theo như lời Phật dạy thì tất cả các nghiệp, tất cả các tư duy đều là tự tướng ly. Như vậy vì sao có duyên thì có nghiệp sanh, dẫn đến có tư duy về nghiệp thì chẳng có duyên, và chẳng có duyên thì chẳng có nghiệp sanh, dẫn đến chẳng có tư duy về nghiệp? Ngài Tu Bổ Đề đáp, vì chấp tướng nên nói có duyên thì có nghiệp sanh, dẫn đến có tư duy về nghiệp, và nói chẳng có duyên thì chẳng có nghiệp sanh, dẫn đến chẳng có tư duy về nghiệp. Ngài Xá Lợi Phất hỏi, nếu có Bồ Tát trong giấc chiêm bao thấy mình hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, rồi tùy hỷ các công đức ấy để hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, thì như vậy có thật là hồi hướng chăng? Ngài Tu Bồ Đề đáp, hiện nơi đây có Ngài Bồ Tát Di Lặc đã được Phật thọ ký bất thối chuyển, và ở đời vị lai sẽ thành Phật. Xin Ngài hãy hỏi Ngài Di Lặc để được rõ hơn. Ngài Xá Lợi Phất bạch với Ngài Di Lặc, bạch Ngài, như lời Ngài Tu Bồ Đề nói, hiện nơi đây có Bồ Tát Di Lặc đã được Phật thọ ký bất thối chuyển, và ở đời vị lai sẽ thành Phật, nên hỏi Ngài Di Lặc để được Ngài giải đáp cho. Bồ Tát Di Lặc hỏi Ngài Xá Lợi Phất, thưa Ngài Xá Lợi Phất, tôi sẽ phải dùng danh tự Bồ Tát Di Lặc này để đáp chăng? Hay tôi sẽ phải dùng danh tự sắc dẫn đến dùng danh tự thức để đáp? Hay tôi sẽ phải dùng danh tự sắc không dẫn đến dùng danh tự thức không để đáp? Thưa Ngài Xá Lợi Phất, nếu dùng danh tự sắc dẫn đến thức, dùng danh tự sắc không dẫn đến thức không mà chẳng thể đáp được, thì tôi chẳng thấy có pháp gì có thể dùng để đáp cả. Tôi chẳng thấy có người đáp, năng đáp, chẳng thấy có người được thọ ký, chẳng thấy có pháp thọ ký, chẳng thấy có chỗ thọ ký. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều chẳng phải hai, chẳng phải khác. Ngài Xá Lợi Phất hỏi Ngài Di Lặc, bạch Ngài, theo như chỗ Ngài nói, thì như vậy là đắc pháp tác chứng chăng? Bồ Tát Di Lặc đáp, chỗ tôi nói đó chẳng phải là tác chứng. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất tự niệm rằng, Bồ Tát Di Lặc có trí huệ thậm thâm, đã từ lâu dục vô sở đắc mà hành sáu pháp ba la mật, nên mới nói được như vậy. Biết rõ tâm niệm của Ngài Xá Lợi Phất, Phật dạy, này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Ông đã hành pháp gì để đáp A-la-hán? Khi đắc quả vị A-la-hán rồi, ông có thấy pháp ấy chăng? Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Thế Tôn, con chẳng thấy vậy. Phật dạy, này Xá Lợi Phất, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật cũng là như vậy. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chẳng giấy niệm nghĩ rằng do hành pháp ấy mà đã được thọ ký hay sẽ được thọ ký, do hành pháp ấy mà sẽ được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chẳng có khởi tâm nghi rằng mình sẽ được hay sẽ chẳng được vô thượng Bồ Đề, mà Bồ Tát tự biết mình sẽ được vô thượng Bồ Đề. Luận hỏi, vì sao Ngài Xá Lợi Phất lại đem vấn đề Bồ Tát nằm mộng thấy mình hành ba tam muội để vấn nạn Ngài Tu Bồ Đề? Đáp, có rất nhiều quan niệm bàn về vấn đề mộng, có thuyết cho rằng mộng là hư vọng chẳng thật có, nhưng lại cho rằng ba tam muội không vô tướng và vô tác là thật pháp. Có thuyết cho rằng mộng có thiện, bất thiện và vô ký, cho nên Bồ Tát trong mộng thấy mình hành ba pháp tam muội ắt phải có lợi ích. Có thuyết cho rằng mộng chỉ là pháp cuồng si, chẳng phải là thắng hạnh, nên pháp như vậy chẳng thể có quả báo. Vì sao? Vì nếu thật có thấy, nghe như khi tỉnh thức thì chẳng gọi là mộng. Đây là lý do vì sao Ngài Tu Bồ Đề hỏi Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát trong lúc chiêm bao thấy mình hành ba tam muội không vô tướng và vô tác, có tăng ích ba nhã ba la mật chăng? Có chứa nhóm thiện căn, có gần Phật đạo chăng? Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói, sự lợi ích ở trong mộng chỉ là hư vọng, như vậy làm sao có thể tăng ích bát nhã ba la mật được? Nhưng nếu nói chẳng tăng ích bát nhã ba la mật, thì vì sao trong mộng lại thấy có hành các thiện pháp? Do vậy chẳng có thể nói có tăng ích hay chẳng có tăng ích vậy. Ở nơi đây, Ngài Tu Bồ Đề đã ly cả hai bên khi nêu lên lời vấn nạn. Vì sao? Vì Ngài biết rõ trong tỉnh thức Bồ Tát hành thiện pháp mà còn chẳng chú huống nữa là trong mộng. Bởi vậy nên Ngài nói với Ngài Xá Lợi Phất rằng nếu Bồ Tát trong tỉnh thức hành bát nhã ba la mật mà có tăng ích, thì khi nằm mộng thấy mình hành bát nhã ba la mật cũng phải có tăng ích. Nếu trong tỉnh thức hành bát nhã ba la mật mà chẳng có tăng ích, thì khi nằm mộng thấy mình hành bát nhã ba la mật cũng chẳng có tăng ích như vậy. Vì sao? Vì ở nơi bát nhã ba la mật thì tỉnh và mộng chẳng có gì sai khác cả. Ngài Xá Lợi Phất tự niệm,
Nếu đã biết rõ bát nhã ba la mật là bất tăng bất giảm thì chẳng cần nạn vấn nữa. Như vậy vì sao ngài Tu Bồ Đề lại hỏi việc trong mộng? Nghĩ như vậy nên ngài Xá Lợi Phất hỏi ngài Tu Bồ Đề: nếu trong mộng có tác nghiệp thì nghiệp ấy có tập thành chăng? Nếu thật có nghiệp thì có tập thành quả báo chăng? Nếu thật có nghiệp thì vì sao Phật thường dạy hết thảy pháp đều rốt ráo là không, là như mộng? Nếu hết thảy pháp đều là như mộng thì làm sao có thể thành đạo được? Vì sao? Vì ở trong mộng tâm chẳng có tác lực mạnh mẽ nên chẳng thể tập thành nghiệp được. Khi tỉnh táo mà tâm chẳng được chuyên nhất, chẳng có tác lực mạnh mẽ, vẫn còn chẳng tập thành nghiệp được, huống nữa là trong mộng. Chỉ sau khi tỉnh thức phân biệt cảnh mộng mà sanh tâm thiện hay tâm bất thiện thì lúc bấy giờ nghiệp mới có thể tập thành được. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: như người nằm mộng thấy mình phạm tội giết người, đến khi tỉnh giấc tư duy về cảnh mộng rồi cho rằng mình thật có giết người, ý ngài nghĩ sao? Ngài Xá Lợi Phất đáp: hết thảy nghiệp đều do cảnh duyên tác sanh, chẳng có cảnh duyên thì nghiệp chẳng sanh, dẫn đến chẳng có tư duy về nghiệp được. Có cảnh duyên thì nghiệp mới sanh, dẫn đến mới có tư duy về nghiệp. Trong khi thức tỉnh cũng như trong khi nằm mộng đều là như vậy cả. Ngài Tu Bồ Đề đáp: đúng như vậy. Nghiệp dẫn từ thân vào khẩu gọi là thân nghiệp và khẩu nghiệp. Nghiệp do tư duy phân biệt gọi là ý nghiệp. Cả ba nghiệp đều phát sanh từ bốn sự: thấy, nghe, hay và biết. Do bốn sự ấy mà có tâm sanh, như vậy tâm cũng tùy duyên sanh nên mới có tịnh, có bất tịnh. Tâm bất tịnh dẫn đến nghiệp tội, tâm tịnh dẫn đến nghiệp phước. Cảnh mộng là do nơi chỗ thấy, nghe hay biết mà người nằm mộng đã có sẵn từ trước. Tuy nhiên vì ở trong mộng tâm thức chẳng được tự tại, khiến chỗ thấy nghe hay biết bị chìm đắm, chẳng có thế lực nên chẳng có thể tập thành nghiệp quả báo được. Trái lại, nếu hành nghiệp trong khi tỉnh táo thì các duyên nghiệp được các tâm thiện hay ác hòa hợp trở nên rất mạnh mẽ, dẫn đến tập thành nghiệp quả báo vậy. Ý ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng tác nghiệp ở trong mộng cũng có sự tập thành. Vì sao? Vì cũng có duyên khởi cho nên tác nghiệp trong khi thức cũng như trong khi ngủ chẳng có khác nhau. Và cả hai trường hợp đều phát sanh từ bốn sự thấy, nghe hay biết vậy. Đến đây ngài Xá Lợi Phất lại dùng pháp không để nạn vấn ngài Tu Bồ Đề: hết thảy nghiệp đều là tự tướng ly, như vậy vì sao có duyên thì mới có nghiệp sanh dẫn đến có tư duy về nghiệp, chẳng có duyên thì chẳng có nghiệp sanh dẫn đến chẳng có tư duy về nghiệp? Ngài Tu Bồ Đề đáp: các nghiệp tuy là tướng không, là tướng ly, nhưng vì phàm phu chấp tướng nên duyên nghiệp mới sanh. Nếu chẳng chấp tướng thì duyên nghiệp chẳng sanh. Vậy nên biết hết thảy nghiệp đều do chấp tướng dẫn sanh, nên khi thức và khi ngủ chẳng có gì khác nhau. Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi: nếu Bồ Tát trong khi nằm mộng thấy mình có hành sáu pháp ba la mật, rồi hồi hướng công đức ấy về vô thượng Bồ Đề, thì như vậy có thật là hồi hướng chăng? Vì lời vấn nạn của ngài Xá Lợi Phất thâm sâu khó giải nên ngài Tu Bồ Đề nói: ngài Xá Lợi Phất nên hỏi Bồ Tát Di Lặc hiện có mặt trong chúng hội để được Bồ Tát giải đáp cho. Hỏi: vì sao ngài Bồ Tát Di Lặc chẳng đáp trực tiếp câu hỏi của ngài Xá Lợi Phất? Đáp: cả hai vị đại đệ tử của Phật đều muốn làm lợi ích cho chúng sanh nên đã phân biệt về chỗ đồng và chỗ khác của sự tác nghiệp lúc tỉnh và lúc nằm mộng. Lại nữa, vì hai ngài đều nghe Phật dạy hết thảy pháp là như mộng như huyễn, như vậy là hành đạo lúc tỉnh hay hành đạo trong mộng cũng đều là hành đạo cả, do vậy mới dẫn đến sự vấn nạn lẫn nhau. Ngài Bồ Tát Di Lặc nhận thấy tri kiến của hai vị còn chỗ chấp nên chẳng đáp trực tiếp câu hỏi của ngài Xá Lợi Phất, có thuyết cho rằng như vậy là ngài Di Lặc đã dùng pháp không để đáp rồi. Ngài Xá Lợi Phất lại hỏi ngài Di Lặc: chỗ không mà ngài nêu lên đó có phải là pháp tác chứng chăng? Ý ngài Xá Lợi Phất muốn nói rằng ngài Di Lặc lấy pháp không để làm pháp tác chứng chăng? Như vậy là ngài Xá Lợi Phất lại đưa ra một lời vấn nạn khác: nếu nói chẳng chứng đắc thì vì sao Bồ Tát Di Lặc lại nói về pháp không? Ngài Bồ Tát Di Lặc biết được tâm niệm của ngài Xá Lợi Phất nên nói: ông lấy niết bàn làm chỗ chứng đắc, còn tôi nói niết bàn là không, là vô sở đắc. Pháp tôi nói đó là chẳng có chỗ đắc, hết thảy pháp đều là không, đều chẳng phải hai, chẳng phải khác. Lúc bấy giờ, ngài Xá Lợi Phất tự niệm rằng ngài Bồ Tát Di Lặc có trí huệ rất thậm thâm nên mới nói như vậy. Ngài biết rõ niết bàn mà chẳng tác chứng niết bàn, như vậy mới thật là thậm thâm. Đến đây Phật hỏi ngài Xá Lợi Phất: ông đã hành pháp gì để chứng quả A-la-hán? Đã quả A-la-hán rồi, ông có thấy được pháp ấy chăng?
Ngài Xá Lợi Phất tự nghĩ rằng hết thảy pháp đều là không, là vô tướng, là vô tác. Thì như vậy làm sao thấy được? Nếu nói thấy được, thì như vậy là có trú nơi pháp tướng rồi. Sự thấy đó chỉ hạn được trong phạm trù của nhục nhãn và thiên nhãn mà thôi. Nếu dùng huệ nhãn thì sẽ thấy rõ hết thảy các pháp tướng đều rốt ráo vô phân biệt. Vì các pháp tướng đều chẳng phân biệt nên là chẳng thấy vậy. Do nghĩ như vậy nên Ngài đáp, còn chẳng thấy vậy. Phật dạy, Bồ Tát cũng như vậy, khi được vô sanh pháp nhẫn rồi, thì cũng chẳng có tác ý rằng ta được pháp, ta thấy pháp. Bồ Tát cũng chẳng có khởi nghi tâm rằng ta sẽ được vô thượng Bồ Đề hay sẽ chẳng được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát tự biết rõ rằng mình sẽ đến được vô thượng Bồ Đề. Kinh Phật bảo Ngài tu Bồ Đề, này tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành đàm Ba La Mật mà thấy chúng sanh đói rét, áo quần rách nát, thì phải nghiệm rằng ta này hành bố thí Ba La Mật, đến khi ta được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta chẳng còn cảnh đói rách bẩn cùng như vậy. Ta sẽ khiến họ được đồ ăn, thức uống, áo quần, chăn mền đầy đủ như ở trên các cõi trời. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ đàn Ba La Mật, gần được vô thượng Bồ Đề. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành Thi La Ba La Mật mà thấy chúng sanh phạm tội sát sanh, trộm cướp, tà dâm, dẫn đến khởi sanh tà kiến, khiến phải bị chết non, bị nhiều bệnh tật, thọ thân tướng xấu xí, chẳng có oai đức, chịu nghèo khổ, đói rách cùng cực, thì phải nguyện rằng ta này hành trì giới Ba La Mật, đến khi ta được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta chẳng còn chịu những nghiệp quả báo xấu ác như vậy. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ Thi La Ba La Mật, gần được vô thượng Bồ Đề. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành Sàn Đề Ba La Mật mà thấy chúng sanh sân hận, thù oán, mắng nhiếc, đánh đập, tàn sát nhau, thì phải nguyện rằng ta nay hành nhẫn nhục Ba La Mật, đến khi ta được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta chẳng phạm những ác hạnh như vậy. Ta sẽ khiến họ thương yêu nhau, hòa thuận với nhau, xem nhau như cha mẹ, anh chị em, bạn bè, thân thuộc của nhau. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ Sàn Đề Ba La Mật, gần được vô thượng Bồ Đề. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành Tỳ Lê Gia Ba La Mật mà thấy chúng sanh biếng nhác, chẳng siêng năng tu tập thiện pháp, xa rời ba thừa pháp, thì phải nguyện rằng ta này hành tinh tấn Ba La Mật, đến khi ta được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta chẳng còn giải đãi biếng nhác như vậy, khiến họ tinh tấn tu hành ba thừa đạo, dẫn đến được giải thoát. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ Tỳ Lê Gia Ba La Mật, gần được vô thượng Bồ Đề. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành thiền Ba La Mật mà thấy chúng sanh bị năm triền cái, tham dục, sân nhuế, thủy miên, trạo hối, nghi pháp, che tâm, khiến mất thiền định, xa rời từ bi hỷ xả, thì phải nguyện rằng ta này hành thiền Ba La Mật, khi ta được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta chẳng còn ác sự như vậy. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ thiền Ba La Mật, gần được vô thượng Bồ Đề. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật mà thấy chúng sanh si muội, chẳng có được chánh kiến thế gian và xuất thế gian, hoặc cho rằng chẳng có nghiệp, chẳng có nghiệp nhân duyên, hoặc chấp thường, hoặc chấp đoạn, thì phải nguyện rằng ta này hành Bát Nhã Ba La Mật, đến khi ta được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta chẳng còn các ác sự như vậy. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật, gần được vô thượng Bồ Đề. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành sáu pháp Ba La Mật mà thấy chúng sanh an trụ trong ba tụ là chánh định tụ, tà định tụ và bất định tụ, thì phải nguyện rằng ta này hành sáu pháp Ba La Mật, khi ta được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta chẳng rơi vào tà định tụ, dẫn đến ở cõi nước của ta cũng chẳng còn danh tự tà định tụ nữa. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ sáu pháp Ba La Mật, cần được nhất thiết trùng trí. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành sáu pháp Ba La Mật mà thấy chúng ở chốn địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì phải nguyện rằng ta nay hành sáu pháp Ba La Mật, khi ta được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta chẳng còn bị đọa vào ba đường ác, dẫn đến ở cõi nước của ta cũng chẳng còn danh tự ba đường ác nữa. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ sáu pháp Ba La Mật, gần được nhất thiết trùng trí. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành sáu pháp Ba La Mật mà thấy đất đai gồ ghề, đầy hầm hố, trông gai, xú uế, thì phải nguyện rằng ta này hành sáu pháp Ba La Mật,
Khi ta được vô thượng bồ đề, ta sẽ khiến đất đai ở cõi nước của ta bằng phẳng, màu mỡ, phì nhiêu, chẳng có những chỗ gồ ghề, đầy hầm hố, trông gai, xấu xí, bế tạc như vậy. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ sáu pháp ba la mật, cần được nhất thiết trùng trí. Này tu bồ đề, Bồ Tát khi hành sáu pháp ba la mật mà thấy cõi nước chẳng có vàng bạc châu báu thì phải nguyện rằng: ta này hành sáu pháp ba la mật, khi ta được vô thượng bồ đề, ta sẽ khiến đất cát ở khắp nơi trong cõi nước của ta đều toàn bằng vàng ròng. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ sáu pháp ba la mật, cần được nhất thiết chủng trí. Này tu bồ đề, Bồ Tát khi hành sáu pháp ba la mật mà thấy chúng sanh đam mê luyến ái thì phải nguyện rằng: ta này hành sáu pháp ba la mật, khi ta được vô thượng bồ đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta chẳng có đam mê luyến ái như vậy. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ sáu pháp ba la mật, được gần được nhất thiết chủng trí. Này tu bồ đề, Bồ Tát khi hành sáu pháp ba la mật mà thấy bốn giai cấp trong cõi nước chia rẽ đấu tranh lẫn nhau thì phải nguyện rằng: ta nay hành sáu pháp ba la mật, khi ta được vô thượng bồ đề, ta sẽ khiến bốn giai cấp trong cõi nước của ta chẳng có chia rẽ đấu tranh, dẫn đến ở cõi nước của ta cũng chẳng có danh tự bốn giai cấp nữa. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ sáu pháp ba la mật, cần được nhất thiết chủng trí. Này tu bồ đề, Bồ Tát khi hành sáu pháp ba la mật mà thấy chúng sanh trong cõi nước chia ra làm ba hạ, thượng trung và hạ, thì phải nguyện rằng: ta nay hành sáu pháp ba la mật, khi ta được vô thượng bồ đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta chẳng có các hạng hơn thua như vậy. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ sáu pháp ba la mật, cần được nhất thiết chủng trí. Này tu bồ đề, Bồ Tát khi hành sáu pháp ba la mật mà thấy chúng sanh chia rẽ nhau vì thân tướng và màu da thì phải nguyện rằng: ta nay hành sáu pháp ba la mật, khi ta được vô thượng bồ đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta chẳng còn chia rẽ nhau vì thân tướng và màu da, khiến hết thảy đều có thân tướng đoan nghiêm xinh đẹp. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ sáu pháp ba la mật, gần được nhất thiết chủng trí. Này tu bồ đề, Bồ Tát khi hành sáu pháp ba la mật mà thấy chúng sanh phân biệt Chúa với tôi, chủ với tớ, thì phải nguyện rằng: ta này hành sáu pháp ba la mật, khi ta được vô thượng bồ đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta chẳng còn có các danh tự Chúa, tôi, chủ, tớ, chỉ trừ danh tự Pháp Vương dành riêng cho Đức Phật. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ sáu pháp ba la mật, cần được nhất thiết chủng trí. Này tu bồ đề, Bồ Tát khi hành sáu pháp ba la mật mà thấy chúng sanh ở trong sáu đường thì phải nguyện rằng: ta này hành sáu pháp ba la mật, khi ta được vô thượng bồ đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta chẳng có sáu đường chúng sanh sai khác, dẫn đến chẳng có các danh tự địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người, thần tiên nữa. Hết thảy chúng sanh đều đồng hạnh nghiệp, đều tu tập bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo. Bồ Tát tu tập như vậy là đầy đủ sáu pháp ba la mật, cần được nhất thiết chủng trí. Này tu bồ đề, Bồ Tát khi hành sáu pháp ba la mật mà thấy chúng sanh thọ sanh ở bốn loài thai, noãn, thấp, hóa, thì phải nguyện rằng: ta nay hành sáu pháp ba la mật, khi ta được vô thượng bồ đề, ta sẽ khiến ở cõi nước của ta chẳng có bốn loài sai khác, mà chỉ có loài hóa sanh mà thôi. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ sáu pháp ba la mật, cần được nhất thiết trùng trí. Này tu bồ đề, Bồ Tát khi hành sáu pháp ba la mật mà thấy chúng sanh chẳng có năm thần thông thì phải nguyện: ta này hành sáu pháp ba la mật, khi được vô thượng bồ đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta đều được năm thần thông. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ sáu pháp ba la mật, gần được nhất thiết chủng trí. Này tu bồ đề, Bồ Tát khi hành sáu pháp ba la mật mà thấy chúng sanh đại tiểu tiện ô uế thì phải nguyện: ta này hành sáu pháp ba la mật, khi được vô thượng bồ đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta đều lấy hy thiền duyệt thực và pháp hỷ làm thức ăn, chẳng còn đại tiểu tiện ô uế nữa. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ sáu pháp ba la mật, cần được nhất thiết chủng trí. Này tu bồ đề, Bồ Tát khi hành sáu pháp ba la mật mà thấy chúng sanh chẳng có quang minh thì phải nguyện: ta này hành sáu pháp ba la mật, khi được vô thượng bồ đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta đều có được quang minh. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ sáu pháp ba la mật, cần được nhất thiết chủng trí. Này tu bồ đề, Bồ Tát khi hành sáu pháp ba la mật mà thấy có mặt trời, mặt trăng, thời tiết, năm tháng thì phải nguyện: ta nay hành sáu pháp ba la mật,
Khi được vô thượng bồ đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta chẳng còn có danh tự mặt trời, mặt trăng, thời tiết, năm tháng nữa. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ 6 pháp ba la mật cần được nhất thiết trùng trí. Này tu bồ đề, Bồ Tát khi hành 6 pháp ba la mật mà thấy chúng sanh chết non thì phải nguyện. Ta này hành 6 pháp ba la mật, khi được vô thượng bồ đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta đều được thọ mạng vô lượng. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ 6 pháp ba la mật cần được nhất thiết trùng trí. Này tu bồ đề, Bồ Tát khi hành 6 pháp ba la mật mà thấy chúng sanh chẳng có thân tướng tốt thì phải nguyện. Ta này hành 6 pháp ba la mật, khi được vô thượng bồ đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta đều được 32 tướng tốt nơi thân. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ 6 pháp ba la mật cần được nhất thiết trùng trí. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành 6 pháp ba la mật mà thấy chúng sanh ra lìa thiện căn thì phải nguyện. Ta này hành 6 pháp ba la mật, khi được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta đều thành tựu thiện căn công đức, do công đức ấy mà được thân cận và cúng dường mười phương chư Phật. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ 6 pháp ba la mật cần được nhất thiết trùng trí. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành 6 pháp ba la mật mà thấy chúng sanh bị ba độc tham sân si, bốn bệnh, nóng lạnh, phong đàm nhiễu loạn tâm thân thì phải nguyện rằng, ta nay hành 6 pháp ba la mật, khi được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta chẳng còn bị ba độc và bốn bệnh nữa. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ 6 pháp ba la mật cần được nhất thiết trùng trí. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành 6 pháp ba la mật mà thấy chúng sanh chấp có ba thừa thì phải nguyện rằng, ta này hành 6 pháp ba la mật, khi được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta chẳng còn có danh tự nhị thừa mà chỉ thuần có đại thừa. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ 6 pháp ba la mật cần được nhất thiết trùng trí. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành 6 pháp ba la mật mà thấy chúng sanh khởi tăng thượng mạng thì phải nguyện. Ta nay hành 6 pháp ba la mật, khi được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước của ta chẳng còn có chúng sanh tăng thượng mạng, dẫn đến chẳng còn có danh tự tăng thượng mạng. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ 6 pháp ba la mật cần được nhất thiết trùng trí. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành 6 pháp ba la mật phải phát nguyện rằng, khi ta thành Phật, ta sẽ khiến cho quang minh và thọ mạng của ta vô hạn lượng, sẽ khiến cho cõi nước của ta giống như hàng xa cõi nước của chư Phật. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ 6 pháp ba la mật cần được nhất thiết trùng trí. Lại nữa, này tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành 6 pháp ba la mật phải phát nguyện rằng, dù biết đường sanh tử rất dài, dù biết chúng sanh rất nhiều chủng tánh, ta phải xả ly các niệm ấy. Có như vậy, ta mới vào được chánh niệm. Ta phải xem bờ sanh tử như là hư không, chúng sanh cũng là như hư không. Vì sao? Vì thật chẳng có ai qua lại trong sanh tử, cũng thật chẳng có ai giải thoát cả. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ 6 pháp ba la mật cần được nhất thiết trùng trí. Luận. Hỏi: Bồ Tát thứ lớp tu tập như thế nào mà quán được các cảnh chúng sanh đói khát lạnh lẽo vân vân như được mô tả ở đoạn kinh trên đây? Đáp: Bồ Tát tu tập hết thảy các pháp từ Thanh Văn pháp, Bích Chi Phật pháp dẫn đến Bồ Tát pháp, được vô sanh pháp nhẫn và được thọ ký bất thối chuyển. Được thọ ký bất thối chuyển rồi, Bồ Tát nguyện thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Bồ Tát thứ lớp quán các cảnh bất tịnh của thế giới mà mình đang trú rồi phát nguyện khi thành Phật sẽ khiến ở cõi nước của mình chẳng còn có các cảnh như vậy nữa. Khi hành bố thí thấy chúng sanh đói khát lạnh lẽo, Bồ Tát liền tự niệm rằng, vì ta tu phước chưa có trí huệ đầy đủ nên chẳng có thể cung cấp đầy đủ các vật dụng cần thiết cho hết thảy chúng sanh. Nếu ta chỉ hành bi tâm mà thôi thì chúng sanh chẳng có được nhiều lợi lạc, ta phải hành bố thí ba la mật mới có thể làm cho chúng sanh thật đầy đủ. Nếu ta làm vị chuyển luân thánh vương hay vị tiên vương, ta cũng đã có được lực phương tiện để dẫn dắt chúng sanh và san tham, khiến họ an trú trong bố thí rồi. Thế nhưng vì nhân duyên giáo hóa cứu độ hết thảy chúng sanh, mà ta nguyện khi thành Phật, ta sẽ khiến chúng sanh ở trong cõi nước ta đều thoát khỏi cảnh khốn khổ bần cùng. Ai mống tâm cầu được Phật dụng gì liền được như ý muốn. Bồ Tát hành bố thí và dạy chúng sanh hành bố thí sẽ được nhiều phước đức. Vì sao? Vì các phước đức hữu vi đều do nhân duyên hành thiện pháp, phải thành tựu đầy đủ nhân duyên thì phước quả mới được đầy đủ. Ví như chư thiên ở cõi lục dục thiên mong muốn vật dụng gì liền được như ý.
Bồ Tát quán chúng sanh do nhân duyên phá giới mà phải chết non, phải mắc nhiều bệnh, chẳng có được oai đức, nên phát nguyện tự mình trì giới đầy đủ và dạy cho chúng sanh trì giới đầy đủ. Bồ Tát tùy đối tượng chúng sanh mà phân biệt thuyết các giới pháp khiến họ dễ hiểu. Do nguyện giáo hóa chúng sanh như vậy nên Bồ Tát chẳng nhàm chán thế gian mà vẫn sống chung với chúng sanh, khỏi đạo tâm, tu tập vô lượng vô số hạnh công đức, làm lợi lạc cho vô lượng vô số chúng sanh, vân vân. Bồ Tát khai thị cho chúng sanh biết rõ đại tâm đại nguyện của Bồ Tát như sau: rồi biết rõ đường sanh tử rất dài, biết rõ chúng sanh tương tục chìm đắm trong sanh tử, chịu rất nhiều khổ đau, biết rõ chúng sanh vô lượng vô số ở trong các vô lượng vô biên thế giới, cũng biết rõ chúng rất khó độ, nhưng Bồ Tát chẳng hề thối tâm. Bồ Tát biết rõ thối tâm Bồ Đề là tà niệm, là chẳng viên thành được bản nguyện độ sanh. Bởi vậy Bồ Tát thực hành chánh niệm, xem tất cả các sự việc nêu trên đây đều là như mộng như huyễn, là như hư không. Vì xem chúng sanh là như hư không, xem bờ sanh tử cũng là như hư không, nên Bồ Tát phát nguyện ở trong thế gian chung sống với các loài chúng sanh, nhằm giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh như vậy, độ thoát chúng sanh như vậy mà Bồ Tát thật chẳng thấy có chúng sanh nào được độ cả. Vì thật chẳng có chúng sanh chìm đắm trong sanh tử, cũng chẳng có chúng sanh nào được giải thoát cả. Bồ Tát thấy vô lượng đời vị lai chỉ như trong một niệm, chẳng có lâu xa. Do vậy mà Bồ Tát được đủ trí huệ lực, phước đức lực vượt qua vô lượng kiếp, gần đến vô thượng Bồ Đề. Như vậy là Phật nêu lên đầy đủ các duyên pháp, khiến Bồ Tát chẳng nhàm chán sinh tử, chẳng rời bỏ chúng sanh. Bồ Tát thấy chúng sanh như huyễn, như hóa, như hư không, nên tuy chúng sanh là vô số vô lượng mà thật chẳng có chúng sanh để độ thoát. Lại nữa, nếu chúng sanh là vô số vô lượng thì trí huệ của Bồ Tát cũng vô lượng vô biên, khiến Bồ Tát chẳng thấy việc độ thoát chúng sanh là việc khó làm vậy. Phẩm thứ 59, Hằng Già Đề Bà. Kinh: lúc bấy giờ trong đại chúng có một người nữ tên là Hằng Già Đề Bà, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên phải, quỳ gối chắp tay và bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, con xin hành trì sáu pháp Ba La Mật để thanh tịnh Phật độ, đúng như lời Phật dạy trong Bát Nhã Ba La Mật. Vị thiện nữ này đem hoa vàng, hoa bạc, các thứ hoa tươi cùng các vật báu trang nghiêm khác và hai tấm thảm dệt bằng chỉ vàng đến cúng dường Phật. Ở phía trên đảnh Phật, các thứ hoa cùng các vật báu do thiện nữ này cúng dường Phật liền kết thành bốn trụ đài trang nghiêm đẹp đẽ trụ giữa hư không. Vị thiện nữ này dương dương tán thán công đức của Phật, rồi tùy hỷ hết thảy công đức ấy để cùng với hết thảy chúng sanh đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Phật biết rõ tâm niệm của vị thiện nữ này nên liền mỉm cười. Từ kim khẩu của Phật phóng ra vô lượng quang minh đủ màu sắc xanh vàng, xanh đỏ, vàng trắng, hồng. Các quang minh ấy chiếu đến vô lượng thế giới Phật ở mười phương, rồi trở lại trở về diễu ba vòng quanh Phật, xong nhập vào đảnh Phật. Ngài A Nan thấy như vậy để từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ xuống và bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, do nguyên nhân gì mà Phật mỉm cười? Pháp Phật thâm diệu nên con nghĩ chẳng phải chẳng có nhân duyên mà Phật mỉm cười như vậy. Phật dạy: này A Nan, vị thiện nữ Hằng Già Đề Bà này trong đời vị lai sẽ thành Phật và kiếp tinh tú với hiệu là Kim Hoa. Này A Nan, thiện nữ này sau khi mạng chung sẽ thọ thân nam, sanh về nước diệu hỷ của Đức Phật A Xúc Bệ, tịnh tu phạm hạnh. Này A Nan, ở cõi nước Phật ấy, thiện nữ này thành vị Bồ Tát có hiệu là Kim Hoa. Từ cõi Phật ấy sau khi mạng chung, Bồ Tát Kim Hoa lại sanh về cõi Phật khác, chuyển từ cõi Phật này sang cõi Phật khác mãi chẳng hề xa rời Đức Phật. Này A Nan, ví như vị chuyển luân thánh vương trong suốt cuộc đời di chuyển từ lâu đài này sang lâu đài khác mà chân chẳng hề bao giờ chạm đất, cũng như vậy Bồ Tát Kim Hoa chuyển thân từ cõi Phật này sang cõi Phật khác mãi mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề mà chẳng bao giờ chẳng thấy Phật. Lúc bấy giờ ngài A Nan tự nghĩ, khi Bồ Tát Kim Hoa thành Phật, ắt Phật hội của ngài cũng như Phật hội hôm nay. Phật biết rõ tâm niệm của ngài A Nan nên dạy rằng: đúng như vậy, này A Nan. Như chỗ ông nghĩ, Bồ Tát Kim Hoa khi thành Phật cũng sẽ thành lập Phật hội y như Phật hội của ta hôm nay. Này A Nan, Phật Kim Hoa sẽ có vô lượng tỷ kheo chẳng thể đếm xiết được. Cõi nước của Phật Kim Hoa sẽ chẳng có những ác sự như đã nói trước đây. Ngài A Nan bạch Phật: bạch Thế Tôn, vị thiện nữ này đã gieo trồng thiện căn từ đời Đức Phật nào? Phật dạy:
Này A Nan, thiện nữ này đã gieo trồng thiện căn từ thời Đức Phật Nhiên Đăng, từ khi mới sơ phát tâm. Thiện nữ này đã cùng với ta đem hoa cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng, dường dường tán thán công đức của Đức Phật, rồi tùy hỷ công đức của Phật cùng với hết thảy chúng sanh, đồng thời hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Đức Phật Nhiên Đăng biết rõ thiện căn của ta đã thành tựu nên đã thọ ký vô thượng Bồ Đề cho ta. Vị thiện nữ này thấy ta được thọ ký liền phát nguyện rằng, ở đời vị lai tôi cũng sẽ được thọ ký vô thượng Bồ Đề như vậy. Này A Nan, ông nên biết vị thiện nữ này đã sơ phát tâm Bồ Đề từ thời Đức Phật Nhiên Đăng. Ngài A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, vị thiện nữ này đã lâu đời hành vô thượng Bồ Đề chăng? Phật dạy: đúng như vậy, đúng như vậy. Này A Nan, vị thiện nữ này đã lâu đời hành vô thượng Bồ Đề. Luận hỏi: cả đại chúng đều được nghe Phật thuyết về hạnh thanh tịnh Phật độ, vì sao chẳng có ai bạch Phật về nguyện thanh tịnh Phật độ của mình, mà chỉ có một mình vị thiện nữ này đứng lên bạch Phật như vậy? Đáp: có thuyết nói trong chúng hội có rất nhiều người phát nguyện thanh tịnh Phật độ nhưng chẳng bạch Phật. Có thuyết nói do thiện nữ này nhẹ tánh, háo thắng nên mới đứng lên bạch Phật như vậy. Có thuyết nói thiện nữ này đã thành tựu được đạo phần, còn các người khác chưa có được đạo phần. Đây là vấn đề nghiệp duyên nhân quả. Thiện nữ này đã gieo trồng thiện căn từ lâu nên nay mới được thiện quả báo như vậy. Ví như thuốc hay trị được lành bệnh, chẳng có phân biệt sang hèn giàu nghèo. Cũng như vậy, thiện nữ này tuy đời này thọ thân nữ, nhưng do nghiệp duyên gieo trồng thiện căn ở nhiều đời trước nên mới được thọ ký vô thượng Bồ Đề ở đời vị lai vậy. Vì trong chúng hội có rất nhiều người nghi về nhân duyên dẫn đến Phật thọ ký cho vị thiện nữ này nên Phật dạy: vị thiện nữ này đã từ lâu tu tập vô thượng Bồ Đề nên được thọ ký. Cũng nên biết rằng có rất nhiều trường hợp Phật chỉ im lặng thọ ký, chẳng có nói ra như trường hợp này. Hỏi: tên Hằng Già Đề Bà này mang ý nghĩa gì? Đáp: tên đặt riêng cho mỗi người chỉ là danh tự để phân biệt người này với người khác, chớ nên cầu nghĩa nơi tên gọi. Có thuyết nói người nữ này khi vừa mới sanh ra đời đã được cha mẹ đem dâng gửi cho thần sông Hằng, bởi vậy nên đặt tên nàng là Hằng Già Đề Bà. Hằng Già là tên sông, còn Đề Bà là tên một cõi trời. Lại có thuyết nói vì nhân duyên phước đức từ đời trước mà người nữ này được sanh vào một gia đình trưởng giả, lớn lên lại được nghe pháp Phật, hoan hỷ tín thọ nên thường dùng vàng bạc châu báu để cúng dường Phật. Phật bảo ngài A Nan rằng: vị thiện nữ này do đã từ lâu đời tu tập vô thượng Bồ Đề đến nay mới được thọ ký. Vì đại sự nhân duyên thọ ký cho người nữ này mà Phật mỉm cười, nên biết Phật chỉ mỉm cười khi có đại sự nhân duyên mà, và sự mỉm cười như vậy mang một ý nghĩa rất quan trọng. Hỏi: vị thiện nữ này đã được phước đức sâu dày như vậy, tại sao phải thọ thân nữ? Vì sao phải đợi đến đời Phật A Xúc Bệ mới chuyển thân nữ thành thân nam? Đáp: có thuyết nói nam dục ở thế gian rất khó trừ. Vị thiện nữ này do còn chấp dục tính nên dù đã nhiều đời hành các phước đức mà vẫn chưa thọ được thân nam. Nay người này đã sạch phiền não được Phật thọ ký, nên về sau này ở cõi nước của Phật A Xúc Bệ sẽ được chuyển thân nữ thành thân nam. Lại có thuyết nói người nữ này thấy có nhiều người trọng nam khinh nữ nên đã nguyện thọ thân nữ. Sự kiện Phật thọ ký cho một người nữ chứng tỏ sự chứng đạo chẳng có phân biệt nam hay nữ. Trên đây lược nói về các nhân duyên thiện nữ này vẫn giữ thân nữ mà vẫn được Phật thọ ký. Ngài A Nan hỏi Phật: vì nhân duyên gì mà Phật mỉm cười? Phật dạy: trong đời vị lai, vị thiện nữ này sẽ thành Phật hiệu là Kim Hoa Như Lai. Sau khi mạng chung ở nơi đây, vị thiện nữ này sẽ sanh về thế giới Phật A Xúc Bệ, thành vị Bồ Tát hiệu là Kim Hoa. Mạng chung ở thế giới Phật đó lại sanh về thế giới Phật khác, tịnh tu phạm hạnh mãi mãi cho đến khi được vô thượng Bồ Đề chọn chẳng xa rời Đức Phật. Thế nhưng ở trong chúng hội có nhiều người khởi tâm nghi rằng thiện nữ này chỉ nghe được ít pháp mà vì sao được đại quả báo như vậy? Để giải nghi cho đại chúng, ngài A Nan hỏi Phật: vị thiện nữ này đã gieo trồng thiện căn này từ bao giờ? Phật dạy: người thiện nữ này vào thời Đức Phật Nhiên Đăng đã cùng với ta đem các thứ hoa và các vật báu cúng dường Phật để cầu vô thượng Bồ Đề. Phật Nhiên Đăng biết rõ thiện căn của ta đã thuần thục nên đã thọ ký vô thượng Bồ Đề cho ta. Thấy như vậy, vị thiện nữ này đã phát nguyện ở đời vị lai cũng sẽ thành Phật, do thiện nữ này đã gieo trồng thiện căn từ lâu xa như vậy.
nên nay mới được đại quả báo, được gia thọ ký vô thượng Bồ Đề. Hết quyển 75.